Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cùng mình đi tìm xe đồ chơi nha. Ui, các bạn ơi, ở đây có nhiều xe đồ chơi mới đẹp quá các bạn ạ. Đó, wow, xe đạp chở rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Wow, đây là xe tăng quân sự này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tăng rất là đẹp. Wow, các bạn ơi, đây là xe tăng đấy. Ui, mình bật lên, có tín hiệu rồi. Các bạn ơi, có tín hiệu rồi. Wow, đó, một chiếc xe tăng rất là đẹp các bạn ạ. Biến luôn. Wow, xe tăng đẹp chưa này các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe tăng này luôn đấy các bạn ạ. Đó, xe tăng này biến hình chạy bằng 8 bánh nhé các bạn ạ. Wow, ngầu không? Các bạn thấy chiếc xe tăng này đẹp không? Đó, biến hình. Wow, chưa thấy biến hình các bạn ạ. Đó, một chiếc xe tăng quân sự rất là ngầu. Păng. Wow, hay quá các bạn ạ. Nhắc gầu mình tắt chiếc xe tăng này nha. Vậy là xe tăng này quá là đẹp luôn. Mình ở đây thôi các bạn ơi. Đó, tiếp theo là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn đấy. Đó, hay chưa? Nó có còi báo động ưu tiên đi đường luôn đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Đó, tiếp theo. Wow, đây là một chiếc siêu xe ô tô cảnh sát mở 4 cánh luôn đó các bạn ạ. Đó, mình bật lên, có còi hú kìa các bạn ơi. Có đèn rất là sáng luôn kìa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chiếc xe ô tô cảnh sát này có đẹp không? Màu trắng nhà. Có còi báo động kìa các bạn ơi, có còi cú hú rất là đẹp luôn. Xe này rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe luôn đó các bạn ơi. Đó, một chiếc siêu xe ô tô cảnh sát 110 các bạn ạ. Đó, các bạn thấy ngầu không? Chiếc xe này ban đêm phát sáng rất là ngầu luôn. Rồi mình tắt đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây thôi. Ba chiếc xe này quá đẹp. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe rồi các bạn ơi. Nào, tiếp theo nào. Wow, đây là một hộp xe ô tô vượt địa hình các bạn ạ. Đây là xe ô tô vượt địa hình nha. Wow, mới tinh luôn các bạn ạ. Mới, hoàn toàn mới luôn. Đây, mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem nha. Hộp này quá là to luôn. Ở bên trong có một chiếc xe đó các bạn ạ. Đó, xe địa hình ấy các bạn ạ. Vượt địa hình luôn ấy. Nào, mình mở luôn cho các bạn cùng xem luôn. Kéo nào. Wow, kéo ra nào. Wow, có một chiếc xe và một cái điều khiển các bạn ạ. Đó, ngầu. Ui, đó, chiếc xe này có bánh xoáy các bạn ạ. Đây là cái điều khiển của chiếc xe này. Đó, xe này điều khiển 4 chiều hay sao ấy. Đó, mình mở ra nào. Đó, đây là cái điều khiển này các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ bật lên cho có tín hiệu nha. Đó, đèn nhấp nháy gì các bạn ơi, có đèn nhấp nháy gì kìa. Wow, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, mình sẽ điều khiển luôn nha. Bây giờ mình sẽ bấm. Ui, wow, xoay tròn. Ui, nắc kìa các bạn ơi. Wow, xe này điều khiển được xoay được tròn và ngang và dọc và tiến và lùi các bạn ạ. Đó, xoay tròn này. Oh, chiếc xe này hay quá các bạn ạ. Đó, ui, điều khiển ngang nha. Điều khiển có thể điều khiển được ngang và xoay và tiến và lùi các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Đó, chiếc xe này rất là ngầu các bạn ơi. Wow, hay không các bạn thấy ngầu không? Đó, mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đó, bánh xoáy các bạn ơi. Xe này bánh xoáy nha. Điều khiển 5 chiều. Đó, tiến lùi, lùi và tiến và lùi. Đó, rất là đẳng cấp. Đó. Các bạn có thích chiếc xe này không? Oh, let's go. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi để chúng ta khám phá những xe đồ chơi xịn hơn nhá. Chiếc xe này thì rất là đẹp, xe vượt hình các bạn nha. Ok. Rồi, bây giờ mình xem. Ui, đây có bộ đồ chơi này mới ngầu này các bạn ơi, mình chưa bao giờ nhìn thấy bộ đồ chơi này đâu. Đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành máy bay các bạn ạ. Đó, siêu nhân biến hình thành máy bay ấy. Đấy, máy bay biến hình thành ô tô hay sao ấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cái hộp này, to quá. Hộp này rất là nặng các bạn ạ. To khổng lồ luôn. Ui, đúng rồi, siêu nhân biến hình thành máy bay các bạn ạ. Hộp này mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn đấy. Lần đầu tiên. Wow, các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi biệt đội siêu anh hùng nâng cấp này các bạn ơi. Có cả người khổng lồ xanh luôn. Đó, có cả người sắt này các bạn ơi. Wow, bộ đồ chơi biệt đội siêu anh hùng nâng cấp quá đẹp luôn đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái mặt đằng trước này. Wow, có cả người sắt nâng cấp các bạn ơi. Ui, siêu nhân người sắt luôn, có cả cây búa ấy các bạn ạ. Chút nữa mình mở ra. Ôi, đây cái bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành ô tô các bạn ạ. Đó. Ngầu không? Bộ đồ chơi này to quá các bạn ạ. Mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Ui, bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem nha. Ở bên trong có một chiếc ô tô hay sao ấy. Wow, hộp này to lắm các bạn ạ. Siêu to khổng lồ. Wow, ngầu phết các bạn ạ. To không các bạn ạ? Ở ngoài to. Ui, to thật đấy. Ui, to thật. Wow, siêu nhân với hình ô tô các bạn ạ. Rất là ngầu luôn. Ui, hay quá các bạn ạ. Wow, hay lắm các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Đó. Đấy là cửa này, cánh của ô tô này có được cửa ô tô này. Có cả súng luôn này, súng này. Đó, rất là ngầu luôn. Hay quá các bạn ạ. Ô tô. Nào, tiếp theo này. Mở bộ đồ chơi này xem bên trong có nhân vật gì không nhỉ.
Đây mình rất là thích bộ đồ chơi siêu nhân này, có cái búa này, có cả người khổng lồ, người sắt này các bạn, có cả người sắt luôn. Nào bây giờ mình mở luôn nhá. Nào, mở luôn cái bộ đồ chơi này quá là ngầu luôn, đẳng cấp ấy các bạn ạ. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Đây, mình thích nhất là người sắt nâng cấp này các bạn ơi. Người sắt giải cứu thế giới nhá. Đó, dí vào đây sẽ phát sáng này các bạn ơi. Đó, phát sáng luôn nha. Ui, rất là ngầu luôn. Con người sắt này rất là ngầu các bạn ạ. Có đèn nhấp nháy kia các bạn ơi. Let's go, bây giờ mình sẽ xem có bộ đồ chơi gì mới không để mở tiếp. Wow, đây là bộ đồ chơi siêu nhân cầm cây kiếm này, biến hình thành máy bay các bạn ạ. Đó, mình chưa chơi bộ đồ chơi bao giờ luôn, lần đầu tiên mình được mở luôn đấy các bạn ạ. Siêu to khổng lồ luôn, to lắm các bạn ơi. Ui, rất là nặng đấy các bạn ạ. Ui, bằng sắt đấy ạ. Ui, cha, mắt đỏ. Trang bị hai bên hai tên lửa các bạn ạ. Ui, rất là ngầu luôn. Đó, bộ đồ chơi này siêu to khổng lồ các bạn ạ. Bộ đồ chơi siêu nhân nhá. Ôi, dám mang dính à các bạn ơi. Ui, còn ui cậy ra cậy không cậy được các bạn ơi. Mới quá, bộ đồ chơi này mới quá các bạn ạ. Cảm rất là nặng ấy. À, ui không ra được các bạn ạ. Ui buộc dây, buộc dây. Đúng rồi, buộc dây các bạn ơi. Buộc dây cả chân của nó cả các bạn ơi. Buộc dây lòng ngoằng quá, bây giờ mình phải gỡ dây này. Ui rất là chặt luôn. Ơi dây này. Ui trời. Ui đúng là bộ đồ chơi mới khác xịn lắm các bạn ạ. Bây giờ phải gỡ dây ra mới chơi được các bạn ơi. Nào gỡ dây nào. Wow. Nào gỡ dây nào. Let's go. Đó được rồi các bạn ơi. Wow, cầm rất là đã các bạn ạ. Ở dưới chân còn có cả bánh xe các bạn ơi. Đó dưới chân của bánh xe rất là ngầu ấy các bạn ạ. Ui, bộ đồ chơi này rất là ngầu luôn. Hay hay không các bạn ơi? Các bạn có thích bộ đồ chơi này không? Mình rất là thích luôn nhá. Đấy rất là đẹp luôn. Đó, uốn éo rồi các bạn ạ. Nắp giáp, bộ đồ chơi nắp giáp các bạn ạ. Đó, rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng đi tìm những xe đồ chơi để chơi nhá. Let's go. Ơi, đầu tiên mình sẽ vận chuyển xe máy xúc lên xe tải nhá. Đây là một chiếc xe máy xúc. Một chiếc xe... Đó các bạn thấy đẹp chưa? Đó đây là một chiếc xe tải chở xe cân cẩu xúc cát các bạn nhá. Rất là xịn xò luôn. Đó xe tải tiếp theo này con ơi. Wow, xe ô tô Hydrop này các... Mình sẽ vận chuyển tiếp theo nào. Đó các bạn thấy ngầu chưa? Đó, tiếp theo một chiếc xe máy xúc cát các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, rất là xịn xò luôn nhá. Mình chạy thử luôn, đó, cái xe động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi, đó, rất là hay luôn nhá. À, mình vận chuyển lên xe tải nào, đó, rồi chúng ta vận chuyển được ba chiếc xe nào, các bạn ơi, mình sẽ vận chuyển tiếp máy xúc lên xe tải nào, đó, hay quá các bạn ơi, wow, tiếp tục con ơi, đây là một chiếc xe ô tô của siêu nhân đấy các bạn ơi, một chiếc xe ô tô của siêu nhân người sắt nhá, chạy tốc độ đỉnh cao luôn các bạn ơi, à, tiếp tục thôi. Wow, đây có một chiếc xe cần cẩu móc rác con ơi. Đó, đó hay chưa con ơi. Đó, rất là xịn luôn nha. Chiếc xe cần cẩu móc rác này rất đẹp luôn. Đó, có tiếp theo nào các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải cảnh sát này con ơi. Chở một chiếc xe ô tô bán tải nha. Đó, chiếc xe tải này rất là đẹp luôn. Nào, chạy thử luôn cho bạn xem. Đó, động cơ rất là mạnh luôn con ơi. Rất là hay luôn đấy. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô của siêu nhân đấy các bạn ơi. Xe tải chở ô tô siêu nhân nhện đấy các bạn ạ. Đây là xe ô tô của siêu nhân nhện nha. Wow, chạy rất là bon luôn. Rồi đây là một chiếc xe ô tô màu vàng vậy các bạn ơi. Chiếc xe đua này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Phun khói nhà xe này là xe điều khiển đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là xịn. Ui, đây có một chiếc xe bít nha. Rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc ô tô Lamborghini các bạn. Ui, đây có một chiếc xe container hoa hướng dương này các bạn ơi. Chở một chiếc xe tải 2 tầng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là xe tải 2 tầng ở bên trong còn chở xe đồ chơi nữa đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở ra các bạn cùng xem luôn nha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ wow. Ở bên trong có xe gì đây? Wow, một chiếc xe lưng hàng rất là nhỏ và đẹp đấy các bạn ơi. Đó. Ở trên này có một chiếc xe ô tô mui trần đấy các bạn ơi. Đây là xe mui trần nha. Đó, chiếc xe ô tô này rất là đẹp luôn. Đó, chạy rất là bon luôn đấy các bạn ơi. Rất là hay luôn nha. Rồi, let's go nào các bạn ơi. Và bây giờ cùng mình chơi với những chiếc xe này nhá. Xong rồi vào trong phần mình tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Các bạn ơi, đầu tiên mình giới thiệu với các bạn một chiếc xe ô tô siêu to khổng lồ. Đây là xe của đội trưởng Mỹ nhá. Ô tô của đội trưởng Mỹ ấy. Wow, chiếc xe này chạy rất là bon luôn đấy các bạn ơi. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Chiếc xe này chạy bánh đa quá nhỉ. Wow, chạy rất là bon kìa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô của siêu nhân người nhện các bạn nhá. Chiếc xe ô tô này rất là to. Đó, chạy rất là bon luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đó, bon chưa? Động cơ rất là mạnh mẽ các bạn ơi. Đó, hay chưa các bạn ơi? Đó,
Nào mình chạy lại nha, chơi lại nào. Ui, chiếc xe này to quá các bạn, cầm rất là tay luôn. Động cơ rất mạnh mẽ. Tiếp theo nào các bạn ơi, đó chúng ta còn rất là nhiều xe đấy các bạn ơi. Đó, đây còn rất là nhiều xe, đây là xe đua số 1 thế giới này các bạn ơi. Chiếc xe này thì có bạn hai bạn tài xế lái xe luôn đấy các bạn ơi. Nó chạy rất là bon luôn đấy các bạn ơi. Nào tiếp tục một, ui, đây là xe đua số 3, xe đua số 1 này các bạn ơi. Xe đua số 3 này, xe đua số 5 này các bạn ơi. Xe ô tô cảnh sát này, xe đua số 1 này. Wow, xe đua số 1 tiếp theo này, xe cảnh sát này các bạn ơi. Rồi, đây là xe số 3 các bạn nhá, Lamborghini đua số 3 đấy các bạn. Đây là xe cần cầu móc bự khổng lồ các bạn nhá. Một chiếc xe cần cầu móc rất là to luôn. Tiếp tục chiếc xe cần cầu móc tiếp theo này các bạn ơi. Tiếp tục một chiếc xe cần cầu móc nữa các bạn ơi. Tiếp tục một chiếc xe cần cầu móc nữa các bạn ạ. Chiếc xe cần cầu móc này rất là đẹp luôn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe cần cẩu lên cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, lên cao luôn đấy. Wow, các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều xe rất là xịn này các bạn ơi, toàn là xe đẹp thôi nhá. Đầu tiên là một chiếc siêu xe này, có đời Lamborghini này. Ôi, chiếc siêu xe này điều khiển bằng vô lăng luôn đấy các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Chiếc xe này, wow, một chiếc xe ô tô 3D này các bạn ơi, điều khiển bằng vô lăng luôn nhá, quá là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Rồi, chiếc xe đẹp quá. Ôi, đây có một bộ đồ chơi có 5 xe bíp cảnh sát các bạn ạ. Wow, 5 chiếc xe bíp cảnh sát luôn. Ui, đây có cả đây là siêu xe của siêu nhân nhện đấy các bạn ạ. Wow, siêu xe này điều khiển 5 chiều quá nha, quá là đẹp luôn, quá là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Wow, đây là siêu xe điều khiển vượt địa hình đấy các bạn ơi, có cả chân phanh này chúng ta phanh đấy các bạn ơi, có cả bu lăng điều khiển luôn đấy các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn, đó rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Đây là xe vượt địa hình nha. Đó, tiếp tục thôi, đây là một chiếc xe đua điều khiển đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn, mình rất thích. Ui, đây có bộ đồ chơi xe chở tên lửa này các bạn ơi, bộ đồ chơi này đẹp nhá, có cả máy bay trực thăng luôn. Wow, rất là nhiều bộ đồ chơi luôn. Đây là máy bay này các bạn ơi, đó, ngầu chưa, điều khiển bằng vô lăng luôn đấy các bạn ơi, rất là hay luôn. Ôi, đây có một bộ đồ chơi xe môi trường rõ rác nhá. Đó, bộ đồ chơi này có cả máy bay trực thăng kiệt các bạn ơi. Đó, đây là bộ đồ chơi xe công trình này các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Đó, có cả xe bồn này các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc xe đua vượt địa hình màu đỏ này các bạn ơi. Xe này thì quá là đỉnh cao đấy các bạn ạ, quá là đẹp luôn. Chiếc xe này rất là xịn sò đấy các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc xe vượt địa hình đấy các bạn ơi. Đó, chúng ta có hai chiếc xe nhá. Rồi, đây có một chiếc xe máy xúc cát địa hình. Ôi, chiếc xe cần cẩu xúc cát này là điều khiển đấy các bạn ạ. Chiếc xe này có thể điều khiển được nhá. Đó, chiếc xe này có đèn luôn, phát sáng luôn nhá các bạn nhá. Chiếc xe này màu vàng đấy, đẹp lắm nha. Bây giờ mình sẽ điều khiển múc cho các bạn cùng xem luôn. Đó, ngầu chưa, wow, múc luôn. Đó, chiếc xe này rất là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. À, tiến nào. Wow, rất là ngầu luôn, mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi, rất là hay luôn nha. Đây, xe cần cẩu múc cát vượt địa hình đấy. Đó, rất là ngầu luôn. Đó, đây có một chiếc xe cần cẩu múc cát địa hình đấy các bạn ơi. Chiếc xe này cũng rất đẹp luôn nha. Đó, đây có một chiếc xe cần cẩu xúc cát điều khiển bằng vô lăng nha. Đó, chiếc xe này đẹp lắm các bạn ơi. Rồi, nào tiếp tục sang bên em. Ui, bên này có rất là nhiều bộ đồ chơi mới các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi biệt đội cứu hộ bay siêu đẳng đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nha, có cả máy bay trực thăng luôn, xe cứu hỏa này các bạn ơi, có cả xe cứu thương luôn nha. Đó, bộ đồ chơi này đẹp lắm các bạn ơi. Đó, bây giờ ui, đây là xe bíp biến hình thành siêu nhân này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Ui, bộ đồ chơi này đẹp nha. Wow, bộ đồ chơi tháo lắp xe tăng này các bạn ơi, bộ đồ chơi tháo lắp biệt đội xe tăng này. Ui, rất là ngầu luôn. Wow, bộ đồ chơi này, ui, các bạn ơi, có rất là nhiều bộ đồ chơi mới. Đây là bộ đồ chơi xe công trình này các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi xe công trình có cả xe xúc đặt này, xe phát đá này, xe nô đường này các bạn ơi, xe cần cẩu xúc cát này. Đó, rồi, để đây thôi. Nào, bên này có rất là nhiều bộ đồ chơi xe công trình các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi xe công trình, có rất là nhiều xe công trình đẹp luôn. Có xe tải này, xe bồn chở bê tông, xe cần cẩu móc này, xe múc cát. Ui, có cần cẩu nữa kìa các bạn ơi. Bộ đồ chơi này xịn nha các bạn ơi, quá đẹp luôn. Ồ, bộ đồ chơi này có 9 chiếc xe công trình luôn đấy các bạn ạ. Bộ đồ chơi này có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp. Xe trộn bê tông này, xe trộn bê tông tiếp theo này các bạn ơi, xe tải chở đất này. Wow, xe cần cẩu móc này, wow, xe tải này. Wow, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ôi, bộ đồ chơi này xịn nha các bạn nha, rất là ngầu luôn. Wow, bên này còn rất là nhiều này. Ui, bộ đồ chơi này gồm có 4 xe đua 19 ô tô đấy các bạn ạ. Đấy, bộ đồ chơi này đẹp nha. Đây, bộ đồ chơi có 4 chiếc xe công trình rất là xịn đấy các bạn ơi. Có xe trộn bê tông này, xe tải chở đất này, xe cần cẩu xúc cát này, máy cần cẩu móc này. Wow, đây có bộ đồ chơi siêu nhân biến hình xe cần cẩu này các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Bộ đồ chơi này quá là xịn luôn. Ui, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, bên này có bộ đồ chơi biệt đội như chú chó lái xe cứu hộ này, có cả chú chó lái xe cứu hỏa này. Đó, chú chó lái xe dỡ rác này.
Wow, rất là ngầu luôn, bộ đồ chơi này rất là xịn đấy các bạn ơi. Wow, bên này có bộ đồ chơi có 4 ô tô cảnh sát rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, có cả xe màu trắng này, rất 4 màu luôn nhá. Rồi, đây bộ đồ chơi khủng long tháo lắp này các bạn ơi, bộ đồ chơi này đẹp nhá. Xịn sò đấy các bạn ơi. Đó, đây là bộ đồ chơi xe khủng long này các bạn ơi. Mình đã nhìn thấy xe máy cày khủng long kìa các bạn ơi, nó quá là ngầu luôn. Rồi, có cả xe lưng hàng này các bạn ơi, xe lưng này quá là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, quá là hay luôn nhá. Rồi, ok, đây là bộ đồ chơi khủng long các bạn ơi. Bộ đồ chơi này có con khủng long nhá, có quả trứng khủng long này các bạn ơi. Đó, bộ đồ chơi này xịn sò đấy, đẹp đấy các bạn ạ. Có súng khủng long luôn, đó. Một con khủng long ba sừng này, khủng long bạo chúa này, quả trứng khủng long này. Wow, bây giờ mình sang bên em có bộ đồ chơi này xịn xịn không để chơi đây các bạn ơi. Ôi, bên này có bộ đồ chơi xe công trình cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, đầu tiên là một giới thiệu với các bạn là xe trực thăng này, xe bíp này. Wow, xe bíp nhá, đó. Xe trộn bê tông này, đó, xe tải chở đất này, xe bồn chở xăng dầu, máy xúc cát, đó. Bộ đồ chơi đẹp lắm các bạn ạ. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chọn một bộ đồ chơi để chơi. Đây là bộ đồ chơi con mèo lái xe các bạn ạ. Đây là máy bay đấy. Đây là máy bay nhá. Đó, máy bay này quá là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Mình rất là thích luôn nha, chạy thử luôn cho bạn xem luôn đó, rất là hay luôn. Nào, bây giờ mình sẽ chơi tiếp. Đây là một chiếc thuyền. Đó, bộ đồ chơi này có hai con mèo các bạn ạ. Ở đây là thuyền nha các bạn nhá. Thuyền này chạy ở dưới nước ấy các bạn ạ. Đó, một chiếc thuyền ngỗ nghĩnh đáng yêu rất là xịn luôn. Đó. Rồi đây là một chiếc xe tăng ấy các bạn ơi. Một chiếc xe tăng rất là đẹp luôn đấy. Đó, chạy thử luôn. Đó, hay quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi, một chiếc xe lửa rất là đẹp luôn đấy. Nào chạy thử luôn. Nào các bạn ơi, tiếp tục thôi. Wow, bên này còn rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow. Bộ đồ chơi này mới xịn này các bạn ơi, có 5 chiếc ô tô của siêu nhân đấy các bạn ơi, có cả xe nhện kìa. Wow, bộ đồ chơi này rất là đẹp đấy. Wow, bộ đồ chơi này có cả siêu nhân, có cả ô tô của siêu nhân kìa các bạn ơi, rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Wow, đây có bộ đồ chơi có cả xe ô tô biến hình ấy các bạn ạ, có cả súng của siêu nhân này, có cả mặt nạ nhá. Ui, bộ đồ chơi này cũng xịn này các bạn ơi, chơi này có cả khiên của siêu nhân nhận kìa. Ui, đây có bộ đồ chơi có 4 chiếc xe công trình các bạn ạ. Bộ đồ chơi này, ui, đây có bộ đồ chơi xe môi trường này các bạn ơi. Mình đã nhìn thấy hai thùng rác kìa, có cả xe bồn chở nước tưới cây nhá. Đó, bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Wow, bên này có bộ đồ chơi xe cứu hỏa này các bạn ơi, bộ đồ chơi này rất là đẹp, xe bồn chở nước nhá. Xe cứu hỏa thang này, có cái mũ luôn đấy các bạn ạ, có cả bình chữa cháy luôn. Ui, bộ đồ chơi này mới xịn này các bạn ơi. Có cả xe tải chở rác kìa. Ui, xe tải chở rác này. Wow, bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn ạ. Ôi, mình sang bên này để chơi luôn. Chơi luôn, chơi lên, để đây. Đó. Ở đây còn bộ đồ chơi xe bằng sắt này, có xe 95 bằng sắt này. Wow, xe lửa hình luôn nhá, chạy thử luôn. Luôn. Hay quá các bạn ơi. Chiếc xe này chạy rất là bon. Wow. Nào, đây là một chiếc xe 20 các bạn ạ. Một chiếc xe 20, ui, chạy đà luôn. Xe màu tím các bạn ạ. Đó, địa hình nha. Ở đây là một chiếc xe 51 các bạn ạ. Một chiếc xe 51 chạy bằng bánh đà đấy các bạn ơi. Xe địa hình luôn, màu vàng nha. Hay quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ là một bộ. Ui, đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn ạ. Một chiếc xe cứu hộ ấy. Đó, chiếc xe này rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Wow, bên này còn. Ui, bây giờ mình sẽ chơi thử một chiếc xe ở đây nhá. Đây, bây giờ mình sẽ chơi thử chiếc xe tải chở rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở rác màu đỏ nha. Đó, rất là hay luôn. Chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ chạy thử luôn. Đấy, chiếc xe màu đỏ chở rác này rất là hay luôn nhá. Đó, chạy rất là bon luôn. Rồi, bây giờ là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe bồn chở nước. À, xe bồn chở xăng dầu các bạn nhá. Đây là xe bồn chở xăng dầu đấy, không phải xe bồn chở nước đâu. Ồ, xe bồn chở xăng dầu luôn. Rồi, tiếp tục, đây là một chiếc xe cứu hỏa thang các bạn ạ. À, không phải, đây là xe cứu hỏa lâm nhá, đó. Xe cứu hỏa lâm đấy. Đó. Bên này có bộ đồ chơi xe cứu hỏa nữa này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này cũng xịn sò nhá. Đầu tiên là một chiếc xe cứu hỏa 119 này chở nước này các bạn ơi. Bộ đồ chơi này rất là đẹp và mới luôn. Đó, chạy thử luôn. Đó, hay lắm các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải ben chở đất, chở cát, chở vật liệu xây dựng nha. Để đi làm việc xây dựng những ngôi nhà mới nha. Đó, chạy thử luôn. Xe tải chở đất, xe tải ben đấy các bạn ạ. Rồi, ui, bên này có bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành ô tô các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, sang bên này, ui, đây có bộ đồ chơi mình đã nhìn thấy chiếc xe tải ben, mình rất là thích chiếc xe tải ben các bạn nha. Và có cả xe lửa nữa, nó có cả ô tô nữa, đó có cả máy bay nữa. Wow, có bộ đồ chơi này có rất là nhiều món đồ chơi rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đầu tiên mình giới thiệu với các bạn, đây là xe tải ben chở đất có khuôn mặt rất là ngô nghĩnh.
Wow, chiếc xe này rất là bon luôn 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 đó. Bên này có mấy bộ đồ chơi đẹp quá này các bạn ơi. Ôi trời, đây là bộ đồ chơi Dobby kìa các bạn ạ. Đúng rồi, có cả hoa hướng dương và hai con Dobby kìa. Đúng rồi, đúng rồi, có cả xe quả chuối kìa. Còn hoa hướng dương này có cả xe quả chuối kìa, có cả con Dobby ấy. Ôi, hoa hướng dương các bạn, hoa hướng dương nhá. Rồi, có hai con Dobby và có cả xe quả chuối. Rồi, rồi bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có xe gì xịn xịn không để chơi các bạn ơi. Rồi mình sẽ đặt mấy cái khiêng này xem có xe gì không nhỉ. Một cái bạn, ui, ở dưới kia này có rất nhiều đồ chơi quá này. Có một chiếc xe container và một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Đây là xe cứu thương nhá. Nào thử rồi. Ôi trời, hay quá các bạn. Đây là xe cứu thương nhá, rõ nhá, nó xe cứu thương đấy. Xoay tròn luôn, rất là đẹp luôn. Đó, rất là hay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở tiếp cái khiêng của siêu nhân nhện này các bạn ơi. Một hai bạn, đó. Ui, có 4 chiếc xe công trình luôn, quá là đẹp luôn. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Có 4 chiếc xe công trình nha, mình đã nhìn thấy chiếc xe bồn trụ bê tông. Mình rất là thích chiếc xe bồn trụ bê tông kìa các bạn ơi. Rồi, đầu tiên là xe tải chở đất này các bạn ơi. Xe tải đen chở đất này, ngộ nghĩnh và rất là xịn luôn. Đó, ui. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Wow, xoay tròn luôn, xoay tròn luôn. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Và đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn nha. Một chiếc xe cứu hộ ấy, rất là ngộ nghĩnh và rất là đẹp luôn. Wow, chạy thử luôn đó, chiếc xe này rất là hay luôn nhá. Đó, để chạy bánh đàng các bạn ạ. Ô, chạy bón lắm. Wow, đây là xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, có cái bồn rất là hoành tráng luôn. Rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đó, rất là hay luôn đi các bạn ơi. À, mình sẽ chạy thử luôn. Ui, đó, động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Ui, đó, rất là hay luôn đi các bạn ơi. Rồi, xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp. Mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn đấy. Wow, xoay tròn luôn. Rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trụ bê tông. Rồi, đây là một chiếc xe cứu hộ thang các bạn ạ. Chiếc xe này có thể sửa được đường dây điện nha đó. À, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đó, chạy thử luôn. Xoay tròn, rất là ngầu các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là bên này còn rất là nhiều xe này. Wow, một chiếc xe tải con sóc chở một chiếc xe đạp này. Đây là xe đạp này các bạn ạ. Oh, một chiếc xe đạp nha. Xe tải con sóc này. Wow, xe tải con sóc chở cả siêu nhân robot chân bạch tuộc luôn ạ. Đây là siêu nhân robot chân bạch tuộc nha. Đấy, chạy luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, đây là một chiếc máy bay chở khách nha, màu đỏ. Đúng rồi, máy bay chở khách các bạn ạ, màu đỏ siêu to khổng lồ. Nào bay đón khách đi nào. À, bay lên cao nào, bay nào. Rồi, ok, bay ra đây nào. Ok nào, đấy. Nào chạy thử luôn, xe này chạy rất được các bạn ạ, không chạy bên trời đâu. Chỉ định rất rồi, đẩy bánh đá nào, nhưng mà to và đẹp quá các bạn ơi. Rồi, let's go nào. Một chiếc xe container đang chở 4 chiếc xe công trình đi làm việc đấy các bạn ạ. Đây là xe cần cầu xúc cát các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cần cầu xúc cát rất là đẹp luôn. Đó, chạy về luôn đó, để chạy mấy nhà. Bíp, xoay tròn. Nào, một chiếc xe cần cầu móc rất là đẹp các bạn ơi. Một chiếc xe cần cầu móc nha. Nó động cơ chạy rất là mạnh luôn. Đó, đây là xe cần cầu móc sẵn nha. Tiếp theo nào các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, bồn quay rất là tít luôn. Rồi, mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem luôn nha. Rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Hay chưa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải ben chở đất, chở cát, chở vật liệu xây dựng đấy các bạn ơi. Đó, chạy hay quá các bạn ạ. Rồi, chạy luôn chiếc xe nào đây. Wow, một chiếc xe container chở một chiếc ô tô và một chiếc xe cứu thương. Đó, đây là chiếc ô tô màu vàng, rất là đẹp luôn. Nào, tiếp tục. Đây là một chiếc xe cứu thương các bạn nha. Một chiếc xe ô tô cứu thương rất là đẹp luôn. Đó, chạy đánh đá luôn. Có rất là nhiều xe cần cẩu này, xe bồn trụ bê tông, xe cần cẩu. Cẩu rất là có rất là nhiều xe cần cẩu, cẩu xe đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi.
rất là hay ho nha. Ui các bạn thấy ngầu chưa? Wow. Ui bên này có nhiều xe quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải. Wow, một chiếc xe tải chở xăng chở rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Đầu tiên là xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chở xăng dầu rất là đẹp luôn. Nó hay chưa? Đẹp chưa? Luôn 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 luôn. Đó. Đây là một chiếc xe tải chở rác các bạn ơi. Ừ, đẹp lắm nhỉ. Đó, xe tải chở rác này rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Ui. Vậy là chúng ta có rất là nhiều xe. Đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa rất đẹp luôn. Đó. Tiếp tục đây là một chiếc xe môi trường dọn rác này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Wow. Đây có một chiếc xe cẩu này có nơi chở. Đây là xe cần cẩu đó. Xe cần cẩu móc nha. Nó xoay được cần này các bạn ơi. Đó, rút được cần dài ra này. Wow. 719 nha. Đây là một chiếc xe cứu thương nè. Wow, xịn quá các bạn ơi, ngầu chưa? Rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn, có 4 còi luôn. Đó, xe tải chở rác này đi thôi, đi chở rác thế nào. Đi dọn rác nào. Wow. Một chiếc xe cần cẩu bô ly đang cẩu một chiếc xe, một túi xe đồ chơi mới này các bạn ơi. Đó, xe cần cẩu bô ly đang cẩu một túi xe máy xúc đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống đây để chúng ta mở cái túi xe đồ chơi này ra nhá. Nào, chuẩn bị mở thôi. Xe máy xúc này rất là mới. Đó, đây là một chiếc xe máy xúc cát bô ly. Đó, chiếc xe này rất là mới đấy các bạn ơi. Đó, chiếc xe này đẹp quá nha. Có mắt, có miệng này. Wow, chiếc xe này có khuôn mặt gỗ nghĩnh và đáng yêu quá. Rất là xịn luôn. Đó. À, xoay cần luôn nào, xoay cần nào. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, xoay xoay cần 360 độ luôn. Hay chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, có mắt có miệng luôn nha. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Ôi trời, ôi trời. Hay quá thôi. Đó, hay lắm nha. Ui, bốc đầu luôn nào. Hay chưa? Rồi, bây giờ mình xem có xe gì xịn. Ui, một chiếc xe cần cẩu bự khổng lồ đang cẩu một chiếc xe máy xúc cáp bô ly. Đó, hay chưa? Nó rất là hay luôn nha. Đó, xe cần cẩu mô cát bô ly đấy các bạn ơi. Đó, đây là xe cần cẩu mô cát bô ly rất là đẹp á. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe cần cẩu đang cẩu một chiếc xe bán tải nha. Đó, một chiếc xe ô tô bán tải chở một chiếc xe bồn trộn bê tông. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là xe bán tải rất là đẹp đấy các bạn ơi. Một chiếc xe ô tô bán tải rất là xịn chở một chiếc xe bồn này. Đây là xe bồn trộn bê tông này đó. Hay chưa, hay chưa? Rất là ngầu luôn đấy các bạn ơi. Nó rất là hay luôn nha. Để đây thôi, để đây thôi. Rồi tiếp tục thôi. Wow, một chiếc xe cần cẩu đang cẩu một túi xe đồ chơi môi trường dọn rác này các bạn ơi. Đó, một chút nữa mình sẽ mở túi xe này cho các bạn cùng xem luôn nào. Đó, một túi xe môi trường dọn rác rất là đẹp luôn. Rồi, ok nào. Bây giờ mình sẽ để chiếc xe cần cẩu này ở đây nha. Đó, xe cần cẩu. Đây là túi xe dọn rác môi trường đấy các bạn ạ. Nào, mở luôn cho các bạn cùng xem luôn nào. Ôi, túi xe này gồm có mấy chiếc xe đây các bạn ơi. Nào, phải mở băng dính ra nào. Wow, túi xe này có xe cần cẩu này. Xe cần cẩu móc rác này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Xoay được cần đấy các bạn ạ. Đó, đây là xe dọn rác nha. Ôi, chúng ta có rất là nhiều xe đẹp. À, xe bồn chở nước này. Đó, xe tải chở rác này. Có 4 chiếc xe rất là đẹp và mới luôn. Đó, 4 chiếc xe môi trường dọn rác đấy các bạn ạ. À, bộ đồ chơi này, bộ đồ chơi xe dọn rác đấy các bạn ơi. Có cả xe tải chở rác luôn này. Đó, xe tải chở rác này. Đó, xe cần cẩu móc rác này. Rồi, bây giờ xem có bộ đồ chơi gì mới mới không phải chơi đâu các bạn ơi. Đây có bộ đồ chơi này rất là mới này các bạn ơi. Đấy, xe cần cẩu cẩu cái túi xe đồ chơi mới này các bạn ơi. À, có bạn lái xe cần cẩu này. Ui trời. Ôi, mở luôn túi xe công trình này các bạn ơi. Túi xe đồ chơi này mới quá các bạn ơi. Mở luôn nào cho các bạn cùng xem luôn nào. Đó, hay chưa, hay chưa. Nào, túi xe này là có 6 chiếc xe công trình đấy các bạn ạ. Đó, mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem luôn đó. Nào, mở luôn nào. À, wow. Bộ đồ chơi này mới có xe tải chở đất này đó. Cần cẩu móc này các bạn ơi. Đó, có cả xe máy xúc cát nữa này các bạn ơi.
Đó, xe tải chạy đất tiếp theo nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ mình nha. Bye 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 các bạn nha. Ui, mình đã tìm hộp gì hết các bạn ơi. Ui, hộp gì hết nào. Ui, cái gầu này to nhá. Ui, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi múc chấu lên xe ben nào. Ui, một gầu. Hay quá cỡ đời nào. Đổ lên vào xe ben nào. Đổ vào xe ben nào. Wow. Nào, bây giờ chút ben hơn. Chút ben hơn, chút ben hơn. Hay chưa. Nào, chưa có được. Nào, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu múc cát để tìm đồ chơi nhá. Nào, múc nào, múc. Bơi. Ui, wow. Đây có một hộp đồ chơi này, có được hộp siêu nhân nữa nhỉ. Wow, một hộp siêu nhân biến hình thành ô tô đấy, hai trong một luôn. Đó, đẹp chưa, có hai màu luôn nhá. Đó, ui, hộp này xịn lắm, cỡ là không biết nào bên trong. Ui, ở bên trong có một chiếc xe thật các bạn ạ, không phải là đùa đâu. Wow, ui, ở bên trong có một chiếc xe ô tô ấy các bạn ơi. Wow, biến hình nhá, đây là xe biến hình các bạn. Đó, ngầu chưa, xịn cho và đẳng cấp nhá các bạn nhá. Đó, có đèn có nhạc luôn. Đó, chiếc xe này ngầu lắm các bạn ạ. Đây là cũng là xe biến hình ấy, ô tô biến hình các bạn ạ, rất là đẳng cấp luôn nhá, rất là xịn xò luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Đèn có đèn rất là sáng luôn đấy các bạn. Đó, chiếc xe này đẳng cấp, mình rất là thích luôn đó, đèn rất là sáng luôn. Ừ, chiếc xe này biến hình thành siêu nhân này quá đẹp luôn. Rồi, ok nào, đây, biến hình luôn. Vậy là chúng ta có ba chiếc xe biến hình rồi các bạn ơi. Đó, đây này có đợi, đây là xe tải chở xe cứu hỏa biến hình nhá. Đó, đó, xe tải cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó, đấy các bạn ơi, các bạn ơi, đó, một chiếc xe tải rất đẹp luôn, chở một chiếc xe đầu kéo container biến hình nhá. Đây là xe đầu kéo container biến hình rất đẹp đấy các bạn ơi, hay lắm nhá. Mình vào đây cho các bạn cùng xem nha, xem cái biến hình nhá. Đó, rất là ngầu luôn. Ui, biến hình thành siêu nhân luôn. Đó, rất là đẳng cấp các bạn ạ. Rồi, let's go nào, bây giờ cùng mình chơi với hai chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô nhá. Đó, xe tải chở ô tô biến, không phải là xe tải chở ô tô biến hình, mà xe tải chở ô tô mở cánh nhá. Đây, mình sẽ điều khiển cho các bạn cùng xem nha. Nó ngầu chưa. Hai chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô mở cánh siêu xe đấy các bạn ạ. Lamborghini mở cánh ấy, ui, ngầu lắm các bạn ạ. Nó rất là đẳng cấp và là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Rất là hay và đẳng cấp luôn các bạn ạ. Mình rất là thích luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ cùng mình sang bên này để khám. Chiếc xe này thì cấm lửa luôn, không được có lửa nha. Có lửa sẽ bắt cháy đấy. Đó, xe này là xe bồn chở xăng dầu, rất là xịn xò luôn. Rồi, tiếp tục thôi. Đây là xe bồn trộn bê tông các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Xe trộn bê tông nha, đó, hay lắm các bạn ơi. Quá là xịn xò luôn, rất là đẹp luôn. Ồ, chúng ta có ba chiếc xe rất đẹp. Ôi, đây có xe tải chở đất này. Ô, xe bồn này các bạn ơi. Đó, không biết là hộp này là hộp gì đây. Wow, một chiếc xe cần cẩu các bạn. Ui, đây là xe cần cẩu này. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Đây là xe cần cẩu móc đấy. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là mới luôn. Đó, chạy thử luôn, chạy bằng bánh đà các bạn ạ. Xe này chạy bằng bánh đà nha. Đó, xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là xịn luôn. Đó, mình sẽ cẩu xe máy xúc lên chỗ bạn cùng xem luôn. Đó, lên cao. Ồ, rất là ngầu luôn, rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Rất là hay luôn nha, mình rất là thích luôn. Rồi, ok, chúng ta có mấy chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn. Đó, xe cần cẩu móc này rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ đẩy sang bên này thôi. Đó, xe cần cẩu móc rất là xịn xò luôn, rút được cần ra nhá. Xe này là xe có 4 cái còi luôn, xe cần cẩu móc bự khổng lồ. Đấy đây, con ở đây. Wow, chiếc xe này to quá con ạ. Rồi, bây giờ chúng ta có rất là nhiều xe rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ cùng mình khám phá. Đây là xe cần cẩu kết hợp với cả đu đường nhá. Đó, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu kết hợp với cả đu đường chạy rất là bon này con ơi. Đó, đó, xịn lắm con ơi. Nào, tiếp tục thôi nào các bạn ơi. Đây có một chiếc xe tải chở ô tô này các bạn ơi. Xe tải chở ô tô của siêu nhân nhẹ nha, đó, màu đỏ luôn. Xe tải cảnh sát chở ô tô của siêu nhân nhẹ rất đẹp này, Lamborghini đấy các bạn ơi. Quá đẳng cấp luôn. Đó, rất là xịn xò luôn. Ô tô này rất đẹp nha. Rồi, ok nào, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe máy xúc rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, xoay được cần luôn nha. Rất là xịn xò đẳng cấp luôn. Đó, rất là hay luôn. Ồ, đẳng cấp lắm các bạn. Rồi, bây giờ cùng mình chơi, đây là xe địa hình, vật địa hình quá nhỉ. Ui, đây là một chiếc xe 3D hít hốp các bạn ạ. Ồ, xe này là xe điều khiển hai chiều các bạn ạ. Đó, xịn lắm nha. Ui, xe điều khiển hai chiều này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Rồi, ok, vậy đây thôi ạ. Bây giờ cùng mình chơi chiếc xe này nha. Ui, đây là xe địa hình, vật địa hình này các bạn ơi. Đó, hộp này rất là mới và đẹp luôn nha. Đó. Ôi, đây. Wow, đây có một chiếc xe địa hình điều khiển 8 chiều các bạn ạ. Đó, bây giờ mình chơi chiếc xe luôn nào. Chiếc xe này đẹp quá con ạ. Ui, chiếc xe này xịn xò nha. Đẳng cấp đấy các bạn ơi. Đó, bật lên. Ui, bây giờ mình chơi luôn nào. Bây giờ mình sẽ điều khiển chơi luôn nha. Nào, điều khiển luôn. Ngầu chưa.
Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, ngầu chưa? Ui, chiếc xe địa hình, ô tô địa hình này quá là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Mình rất là thích ô tô địa hình này, vẫn anh thấy luôn đấy các bạn ơi. Quá đẳng cấp luôn nha. Ui, ngầu chưa? Điều khiển tiến lùi xoay 360 độ luôn đấy các bạn. Đó, cậu này không? Bây giờ mình sẽ điều khiển xoay 360 độ cho bạn cùng xem nha. Nào, xoay tròn, ngầu chưa? Ui, đẳng cấp nha. Rồi, đây là một chiếc xe container chở một con gà mái và một con gà trống các bạn. Đó, chở cả máy bay trực thăng luôn nha. Quá đẹp luôn. Đó, chở mỗi con gà trống đấy các bạn ạ. Chở một con gà trống rồi. Đó, đây là con gà trống này các bạn ơi. Đây là máy bay trực thăng này. Đó, ngầu chưa? Quá là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Một chiếc xe container chở rất là nhiều đồ chơi, rất là đẹp luôn. Đó, mình rất là thích chiếc xe container này, rất là mới và đẹp các bạn ạ. Rất là hay luôn nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Rồi bây giờ cùng mình chơi tiếp. Đây là xe container 95 con ạ. Hay quá các bạn ạ. Rồi bây giờ cùng mình xem có xe gì chị không phải chơi thôi. Rồi đây. Đó, hay chưa, ngầu chưa các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn nha. Rất là đẳng cấp luôn. Đó, xịn chưa. Và đây là xe ô tô của siêu nhân người sắt cấp nha. Xe này cũng là xe điều khiển đấy các bạn ạ. Xe này điều khiển rất là đẳng cấp đấy con ơi. Hay quá con ơi. Đây là máy bay trực thăng nha. Một chiếc máy bay trực thăng quân đội rất là đẹp luôn và rất là đẳng cấp đấy con ơi. Đó, bay nào. Wow, rất là ngầu luôn nha. Đó, rất là xịn xoa luôn. Đó, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa. Ui, bay lên trời. Cần có một cái điều khiển này rất là đẹp luôn. Mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Múc nào. Ok. Đó, mình đang điều khiển múc nha. Rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Wow. Để chơi nè. Múc nha. Xoay tròn cho bạn cùng xem nha. Đó, xe cần có một cái điều khiển từ xa hay giả cắm các bạn ơi. Rất là ngầu và đẳng cấp luôn. Đó. Wow, các bạn thấy chiếc xe điều khiển này thế nào? Mình rất là thích chiếc xe điều khiển, máy xúc điều khiển luôn đấy các bạn ạ. Rất là ngầu luôn đó, các bạn nghe không? Gà lên cần, gà lên gà xuống nha. Rất đẳng cấp luôn, mắt rồi. Xoay tròn xoay 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Rất là ngầu, mình rất là thích luôn đấy các bạn ơi. Ok nào.